Đến nhà thờ rồi. Đi dạo quanh nhà thờ ngoài trước nha, ngắm tượng đài Đức Mẹ trước. Hoa buồn ha, ít hoa quá. Bên dốc bên kia là triền núi nha. Đây là 14 đàn thánh giá bằng gỗ gắn hình chung quanh, để đến mùa chay phục sinh là đi ngắm 14 đàn thánh giá. Bên này là triền núi nè, đi lễ vui lắm. Đi lễ mà được ngắm xe chạy. Đó, đẹp không? Này là trên núi cao, lễ nhà thờ này trên núi cao, chạy xe lên đây cũng hơi run run. Đứng đây thì ngắm xe chạy nè. Đi lễ mà được ngắm cảnh đẹp, cảnh thiên nhiên. Hai dòng xe chạy lên xuống đó. Cái này giống như là Freeway 580, 238. Mấy cái cây thông này chắc sống mấy ngàn năm. Ở dưới nè. Nghe tiếng xe chạy rì rào giống sóng biển vậy đó. Thích đi nhà thờ này là lên đây ngắm. Giống như nhà thờ trên vùng Đà Lạt vậy đó. Tháp chuông nhà thờ. Tháp chuông nhà thờ nè. Thánh giá đơn sơ giống như thánh giá của Chúa vác trên vai hồi kỷ nguyên ngàn 2000 kỷ nguyên trước đó. Cái tháp chuông nhà thờ cao chưa. Đây có những cái ghế đá để cái sắt, không phải ghế đá, để người ta ngồi ta ngắm cầu nguyện hay là ngắm nhà thờ. Đây ngoài parking lot nè, 14 đàn thánh giá nè, làm giống như chặng đường Chúa đi vậy đó. Đây con đường Chúa đi nè. Thôi đi vô nhà thờ nha. Đến giờ lễ rồi, phía bên kia là chỗ đậu xe. Rồi bông đỏ đỏ đẹp quá nè. Mới thứ tư vừa rồi thì đi lễ nhà thờ San Barbara ở miền Nam Cali, và về miền Bắc mình đi lễ nhà thờ này. Nhà thờ này trên núi.
Đường đi xuống dưới núi đó. Rồi, mình đi vô nhà thờ cha ở đây. Vô nhà thờ nha, xin cúc nha.